Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 22 đường dây nóng bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra. Lào Cai tạm dừng xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ lối mở. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên biểu dương các tổ chức đảng. Tấp nập du khách đến với chợ Viếng Nam Định. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là thông tin có liên quan đến virus corona đang được nhiều người quan tâm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị trên dọc tuyến biên giới tỉnh Lào Cai tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu phụ lối mở gồm Hóa Chư Phùng, Lô Cô Chin, huyện Simacai, Mường Khương, huyện Mường Khương, Bản Vược, Y Tý, huyện Bát Sát. Hiện tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai hoạt động xuất nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ hoạt động du lịch đã bị tạm dừng từ ngày 26 tháng 1 trước đó. Tất cả người kèm hành lý xách tay muốn nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam đều phải khai báo y tế đầy đủ, đồng thời qua một luồng duy nhất có bố trí hệ thống giám sát thân nhiệt tự động. Tại các khu vực biên giới, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với lực lượng biên phòng triển khai tuyên truyền và kiểm tra sức khỏe cho người dân. Tính đến ngày 30 tháng 1, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện 19 trường hợp sốt qua máy soi thân nhiệt, trong đó 9 người quốc tịch Trung Quốc, 1 người quốc tịch Thái Lan và 9 người Việt Nam. 9 người Trung Quốc và 1 người Thái Lan đã gửi trả về Trung Quốc theo thỏa thuận đã được hai bên cam kết. Đối với 9 trường hợp người Việt Nam bị sốt đã được cách ly, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong đó đã có kết quả xét nghiệm 1 trường hợp âm tính với virus corona. Ngoài ra, tại Lào Cai có 2 trường hợp, 1 trường hợp ở huyện Mường Khương và 1 ở huyện Văn Bàn trước đó đã sang Trung Quốc làm việc, có biểu hiện sốt cũng đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona nCoV gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã họp khẩn để tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh này qua biên giới sang Việt Nam. Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 3 nhóm giám sát đi hỗ trợ công tác đáp ứng điều trị tại các cơ sở điều trị, cấp phát bổ sung môi trường lấy mẫu bệnh phẩm cho các đơn vị, bổ sung vật tư chống dịch. Ngày 1 tháng 2 sẽ mua bổ sung 10 máy đo thân nhiệt. Quảng Ninh có nguy cơ cao bởi cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trong trường hợp có dịch, ngành y tế cần sớm xây dựng kịch bản với tình huống xuất phát từ Móng Cái. Việc diễn tập phải hoàn thành trước ngày 3 tháng 2. Quảng Ninh sẽ không tổ chức lễ hội trong dịp này. Các sở ban ngành và các địa phương phải thực hiện trực 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần. Tổ chức đoàn kiểm tra đi giám sát các địa phương, nhất là các địa phương biên giới trọng điểm. Trên địa bàn Quảng Ninh hiện có 670 người lao động nước ngoài, trong đó có 661 người Trung Quốc, có 610 người về Trung Quốc ăn Tết, nhưng đã có 170 người đã quay trở lại Việt Nam. Hiện các doanh nghiệp nước ngoài phối hợp tích cực với ngành chức năng, tuân thủ theo cách phòng dịch của Việt Nam. Còn tại Hà Giang, khu vực khá gần với Trung Quốc, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tuy nhiên, không vì thế mà tỉnh lơ là với công tác phòng chống dịch, các hoạt động xuất nhập cảnh đang được giám sát và kiểm tra chặt chẽ. Chiều 31 tháng 1, hoạt động xuất nhập khẩu, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên diễn ra thưa thớt. Công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh được thực hiện chặt. Lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu như biên phòng, hải quan, nhân viên y tế túc trực hoạt động 24/24 giờ, giám sát chặt chẽ và được khám sơ sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt tất cả các trường hợp xuất nhập cảnh. Ngoài kiểm soát chặt tại cửa khẩu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy còn phối hợp với chính quyền và y tế địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu hạn chế đi lại cũng như cách phòng chống dịch bệnh. Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã sớm có văn bản chỉ đạo các ngành địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh cũng đã có các cái văn bản chỉ đạo cho các ngành triển khai các cái hoạt động cụ thể của theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành một và phân công các cái thành viên ban chỉ đạo phụ trách các cái huyện. Hà Giang có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, các huyện và thành phố cũng đã tạm dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Hơ Mông và festival Khèn Hơ Mông. Để sẵn sàng và liên tục tiếp nhận các thông tin ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết 22 đường dây nóng bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra.
Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai 0969 851616, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 0969 241616, Bệnh viện E 0912 16887, Bệnh viện Nhi Trung ương 0372 884 712, Bệnh viện Phổi Trung ương 0967 941 616, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí 0966 681 313, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 091 339 4495, Bệnh viện Trung ương Huế 0965 301 212, Bệnh viện Chợ Rẫy 0969 871 010, Bệnh viện Sengpon Hà Nội 0904 138 502, Bệnh viện Vinmec Hà Nội 0903 583 881, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 0967 341 010, Bệnh viện Nhi đồng 1 0913 117 965, Bệnh viện Nhi đồng 2 0798 429 841, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai 0819 634 807, Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa 0913 464 257, Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa 0965 371 515, Bệnh viện tỉnh Thái Bình 0989 506 515, Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn 0396 802 226, Bộ Y tế 1900 3228. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi nghi ngờ nhiễm virus corona. Theo đó, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhiễm nghi nhiễm virus corona được tạo điều kiện kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cơ sở nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của quý 1 năm 2020 đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp đầy đủ. Đặc biệt là bảo hiểm xã hội các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để có hướng chỉ đạo giải quyết. Biểu dương kết quả đạt được về công tác xây dựng đảng các cấp trong tỉnh Hưng Yên năm 2019 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2020 là phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên với lãnh đạo các ban sở ngành địa phương tại buổi chúc mừng 90 năm ngày thành lập đảng mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tại đảng bộ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Tại Đảng bộ thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Cũng tại hai đảng bộ trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm cho các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đúng dịp cả nước đang kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình hoạt động, công tác, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, nhiều đồng chí được trao huy hiệu Đảng đợt này là những lớp cán bộ đầu tiên của tỉnh thời kỳ mới tái lập, là những người đặt nền móng, tạo điều kiện ban đầu để tỉnh đạt được những thành tựu nổi bật sau trên 20 năm tái lập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ mong các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, gia đình nhằm xây dựng cộng đồng dân cư nơi sinh sống đoàn kết, phát triển và tiếp tục có ý kiến đóng góp xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh về mọi mặt. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam, mùa xuân tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất. Một năm bắt đầu từ mùa xuân và cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ một mùa xuân. Đó là mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như một vầng dương tỏa sáng, như ngọn đuốc hào quang tua đi đêm dài nô lệ của dân tộc. Và từ đây, ngọn đuốc đó sẽ mãi sáng, dẫn lối đưa con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang.
Lịch sử 90 năm xây dựng trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu trưng cho mùa xuân. Ra đời vào mùa xuân năm 1930, 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau 9 năm lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên kỳ tích phi thường ghi vào lịch sử dân tộc. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Mùa xuân năm 1968, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta mở chiến dịch Tết Mậu Thân, tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường miền Nam, làm lung lay đến tận gốc rễ bộ máy chính quyền Sài Gòn. Mùa xuân năm 1975, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, mở ra một thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đã mang lại những thành tựu to lớn. Chúng ta đã giành được những thành tựu rất lớn, rất to lớn. Như là năm 2019, những cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, như lời đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói là tất cả những thành tựu đó khẳng định và cái công lao to lớn là cái chiến lược phát triển kinh tế rộng họ đã thực hiện một cách thắng lợi rất là rực rỡ. Và đúng như là lời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định là chưa bao giờ cái cơ đồ của đất nước lại có một cái cơ đồ vẻ vang rực rỡ như năm nay. Một mùa xuân đã về, xuân Canh Tí 2020, Đảng ta vừa tròn 90 mùa xuân. Trong suốt 90 năm qua, Đảng ta luôn cầu thị kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống quan liêu tham nhũng, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên tự phê bình, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây chính là sự thanh lọc để Đảng ta thêm sinh lực trẻ mãi sức xuân. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, theo truyền thống ở thôn Sa Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, vào sáng ngày 8 tháng Giêng, thôn tổ chức hội vật tại đình làng. Đây là số ít những hội vật còn được bảo lưu tại tỉnh Hưng Yên. Theo tục lệ truyền thống, trước khi vào hội vật, các dòng họ trong thôn dâng lễ vào đình cúng thành hoàng, cầu một năm mưa thuận gió hòa, cầu cho hội vật diễn ra an toàn. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo nhân dân địa phương đến xem và cổ vũ cho các đô vật. 12 đô vật nam tuổi từ 20 đến 50 đại diện cho các dòng họ trong thôn đã cống hiến cho khán giả nhiều cao vật sôi nổi, hấp dẫn với những miếng võ đặc trưng của các đô vật không chuyên. Hội vật thôn Gia Cốc không đề cao tính thắng thua mà với mục đích tăng cường tình đoàn kết trong thôn xóm. Vật vật thanh niên rất là háo hức rèn luyện coi là vật để coi là những cái nhóm là duy trì cái nét truyền thống của đất nước. Gần như năm nào em cũng tham gia vậy và tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều tham gia gợi đến tinh thần thượng võ và rèn luyện sức khỏe cho tất cả thanh niên trai tráng trong làng tránh khỏi những cái việc đó là tệ nạn xã hội. Hội vật thôn Gia Cốc không chỉ là một trò chơi dân gian vui khỏe đề cao tinh thần thượng võ dịp đầu xuân mà còn khuyến khích các tầng lớp nhân dân chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Nổi tiếng là một phiên chợ mua may bán tuổi mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Chợ Viếng Nam Định từ lâu đã trở thành nơi gặp gỡ giao lưu văn hóa, hội tụ tinh hoa sản vật của mọi miền quê với tâm niệm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, buôn may bán đắt. Ngay từ 19 giờ tối ngày 7 tháng Giêng, trên khắp các nẻo đường đổ về chợ Viếng đã tấp nập du khách. Với tính chất một phiên chợ một năm chỉ họp duy nhất một lần và họp vào lúc nửa đêm, dòng người đi chợ mua bán chen chúc nhưng ai cũng vui vẻ khi mua bán được một món hàng. Mua cái bồ này để mang tính chất đựng thóc, còn cái giỏ này coi như nói chung là chứa đựng cá tôm cá, vì quê tôi cũng là đất gia đồng chung, theo phong tục tập quán của địa phương, nói chung về đây để lấy lộc. Tại chợ Viếng chủ yếu bán các đồ nông cụ sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang, gánh, liềm, quốc sẻng. Những người bán hàng tại đây đa số đều là những cư dân trong vùng. Họ mang các sản vật của nhà làm được, đến chợ bán lấy may chứ không đặt nặng lợi ích kinh tế nên giá bán cũng rất phải chăng. Tôi theo thường lệ của ngoại Nam là cứ 7, 8 là chợ Viếng. Thế chúng tôi là sắp xếp đi từ 6. Nhưng mà đến nay là tối 7, nhưng hiện nay là người khách rất đông. Thì bán cây thì nó cũng rất dễ bán và rất là tươi đẹp.
Để đảm bảo an toàn cho du khách, ban tổ chức đã bố trí gần 600 cán bộ chiến sĩ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đặc biệt là ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan trong di tích và lễ hội, giải quyết triệt để tình trạng người ăn xin và các hoạt động trèo kéo khách. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu luôn góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, trong đó nổi bật là phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo. Mỗi một nhà đại đoàn kết được trao là một mùa xuân mới đến với người nghèo. Chị Lý Thị Thảo, bản San Thàng, xã San Thàng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đầu năm 2019, chồng chị Thảo đột ngột qua đời trong cơn bạo bệnh, để lại chị cùng 5 đứa con và ngôi nhà dột nát. Trước những khó khăn của gia đình chị Lý Thị Thảo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu đã trích quỹ ngày vì người nghèo thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng. Đảng ủy xã San Thàng hỗ trợ 10 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng. Còn lại gia đình chị Thảo đối ứng để xây dựng nhà đại đoàn kết. Quá trình xây dựng ngôi nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thành phố thường xuyên quan tâm, động viên giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, giúp gia đình chị Thảo và các con sớm có ngôi nhà mới. Với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ thì chúng tôi tiếp tục thường xuyên đến động viên và thăm hỏi chị Lý Thị Thảo cũng như là các cháu trong gia đình và tạo điều kiện cho chị ấy sẽ là tới nay chúng tôi cũng là đang dự kiến là cho chị ấy là vay cái quỹ vì phụ nữ nghèo của Hội Phụ nữ thành phố. Thì cái tiền quỹ này là vay 10 triệu trong 2 năm không có lãi. Thì cũng mong là chị sẽ cố gắng, chị Thảo chị cũng sẽ cố gắng phát triển kinh tế, sẽ là làm cái chỗ dựa cho các con cháu sau này là học hành, trưởng thành, phát triển kinh tế ổn định, làm sao đấy thoát nghèo bền vững. Một trong số hộ gia đình của xã San Thàng thoát nghèo trong thời gian tới. Cuối tháng 12 năm 2019, ngôi nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, có diện tích 60m², gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, xây kiên cố, lợp mái tôn, chống nóng, cửa sắt, hệ thống điện, sân bếp, nhà vệ sinh hoàn chỉnh được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Gia đình chị Thảo vô cùng hạnh phúc. Mơ ước cả đời của chị về ngôi nhà mới đã trở thành hiện thực. Tết năm nay, sau mất chục năm mơ ước, đến giờ chị Thảo và các con đã có căn nhà ấm áp để đón mừng năm mới. Cái nhà chị cũng có căn lắm, bây giờ cũng xã cũng yêu, bây giờ lại giúp làm một cái nhà mới, bây giờ chị cũng được cũng cảm ơn lắm rồi. Bây giờ được nhà mới thì chị cũng vui rồi. Được biết trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn. Và ngay trong dịp đầu năm 2020 sẽ triển khai xây dựng thêm 1 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Nậm Lỏng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn chủ động phát huy phong trào nhân đạo từ thiện cùng những chương trình ưu đãi hỗ trợ kịp thời thăm hỏi động viên dịp Tết đến xuân về. Mặt trận Tổ quốc cũng như là Ban vận động quỹ người nghèo thành phố thì cũng đã thực hiện cái công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Trong đó thì cũng đã tập trung vào xây dựng nhà đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Thế thì với cái nguồn quỹ của người nghèo thành phố Lai Châu vận động được trong năm 2019 thì hiện nay thì đối với lại Ban vận động cũng như là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thì cũng đã xây dựng là hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng được 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và hiện nay thì trong 3 ngôi nhà đoàn kết chúng tôi cũng đã xây và đã hoàn thành xong và đã trao. Thêm một mùa xuân nữa lại đến với thành phố trẻ. Sự chung tay góp sức giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình yếu thế của các tổ chức, cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên lớn lao, đem đến cho họ hạnh phúc ấm áp trong mùa xuân mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.